Lạnh quá các bạn ơi. Chắc chắn có nhiều bạn đang thắc mắc, ủa đang mùa hè mà sao lạnh hả? Các bạn hãy nhìn đi. Hiện tại mình và 500 anh em đang ở một khu vực chỉ toàn là tuyết thôi. Hình như cái này là Bắc Cực thì phải các bạn ơi. Các bạn nhìn nè, tuyết không à, rất là lạnh luôn. Bạn nữ này chịu không nổi mà phải khóc luôn nè các bạn ơi. Hiện tại ngày hôm nay tụi mình sẽ thử thách ai là người cuối cùng sống sót ở nơi gọi là lạnh nhất thế giới nha các bạn ơi. Đang ở chỗ tuyết nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ gọi là vô trong. Lạnh quá chịu không nổi rồi các bạn. Vô trong. Rồi bây giờ tụi mình sẽ vô đây để lấy được những bộ quần áo mặc vào để bắt đầu đi thám hiểm nha các bạn. Và sau đó tụi mình sẽ cố gắng để sống sót nha. Bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu đi thám hiểm nha. Mọi người đi cùng nhanh nào. Wow, cố gắng gọi là người gọi là cuối cùng nữa để sống sót ở trên mấy cái đỉnh núi này các bạn. Đây mình đang ở chỗ núi tuyết nè, nhưng mà bây giờ tụi mình đang bị đi leo núi nha các bạn, chứ không phải là tụi mình đang ở đứng trên đỉnh núi đâu. Mình đang ở độ cao là 6m các bạn ơi, 6m là khá là thấp, không có cao cho lắm các bạn ơi. Đây là nước biển nè, và đi cẩn thận coi chừng gọi là hạ trơn trượt. Ui mình cảm giác nó trơn trượt các bạn ơi, hình như là mình quên mang giày thì sao á. Thôi kệ nó, hình như mình quên quay giày ga hay sao bạn ơi. Rồi kệ, cố lên. Đây, tụi mình đã bắt đầu lên được 20m rồi các bạn ơi. Cái này là cái đỉnh núi cao 20m nha. Mọi người ơi, cố lên mọi người ơi. Wow, ở trên đây nó đang gọi là âm 67 độ C. Các bạn thấy không, âm quá thì âm luôn, sao chịu nổi. Bây giờ là 7 giờ sáng rồi. Wow, đẹp ghê các bạn. Wow, ôi từ. Cái chỗ này là người ta đang bắt qua để thôi tụi mình đi nè các bạn. Mà quên nữa, dụng cụ mà mình mang theo nè, đó là một cái máy bộ đàm nè các bạn ơi. Trong nhóm tìm kiếm cứu nạn, nếu mà mình muốn cứu nạn á, mình sẽ kêu cái này. Thứ hai là một cái tấm bản đồ các bạn ơi. Hiện tại bây giờ là tụi mình đang ở chỗ khu cắm trại số 1 nè các bạn thấy không. Mình sẽ cố gắng lên khu cắm trại số 4 là cao nhất. Rồi ở đây là mình có chai nước nè, chỉ có duy nhất một chai nước cầm theo thôi nha các bạn. Rồi, ủa sao thằng Hào nó có giày gai mà mình không có ta. Trời, Na Cha còn mang chân không nữa nè các bạn ơi. Na Cha này liều thiệt. Mà quên, nó là Na Cha, nó là gọi là giống như thằng Thánh rồi, nó đâu có sợ lạnh đâu các bạn. Ở đây nó có một đường bị khóa nè, không được leo đường này các bạn ơi, bị khóa nè. Thôi mình đi leo đây đi. Wow, mà các bạn thấy phong cảnh đẹp không? Trời ơi, có thác nước kìa. Nhưng mà thác nước này là thác nước lạnh các bạn ơi, không gọi là không phải thác nước nóng đâu. Nên đừng có bay vô các bạn thấy không? Thác lạnh nè, nên nó có đá rớt nè. Đây, băng tuyết rớt nè các bạn thấy không? Đấy, băng rớt xuống ấy. Đi. Let's go. Wow, không biết ai sẽ là người gọi là cuối cùng được sống sót. Ôi, một người rớt rồi. Ôi, lên chơi đi em ơi. Đừng có để bị té dưới, lạnh lắm. Trời ơi, cái này đứng đây selfie là đẹp luôn các bạn ơi. Selfie tắm nè. Wow, đẹp quá. Thôi mình qua tiếp đây. May quá, mọi người còn đợi mình ở đây các bạn ơi. Đoạn này bây giờ làm sao để qua đây nè. Đoạn này ghê quá. Xuống trước đi em. Coi nó có té không. Không té các bạn ơi. Xuống từ từ thôi. Đoạn này nó bị gọi là bị chống ngay cái chút này nè các bạn thấy chưa. Đấy, bị chống nè. Nhảy qua. Ai da, trời ơi, hên quá. Rồi, đi thôi anh em ơi. Trời ơi, bây giờ tụi mình đã cho cái chỗ này nó. Cẩn thận, tụi mình phải vượt qua cái chỗ này. Chỗ này có tuyết các bạn ơi, phải nhảy thôi. Chỗ này có gió thổi các bạn, gió tuyết nè, tuyết nó lở các bạn ơi. Ghê quá, phải nhảy thôi. Tại vì mình đứng yên nó đẩy mình các bạn ơi. Từ từ. Trời ơi, cái gì như sương mù luôn á. Không thấy gì hết. Mình không có đèn pin, có đèn pin thì mình có thể chiếu sáng nó dễ thấy nè. Wow, nhìn nó ghê quá bạn ơi, leo núi cái này lạnh thật sự luôn á. Rồi, nhanh lên, đường nào đây? Đường nào? Trời ơi, có hai đường, bây giờ tụi nó đi đường nào đây? Đi theo tụi này đi, để nó đi đồng các bạn ơi. Đi. Let's go. Từ từ thôi, cái này đừng có chen lắm. Lên từ từ thôi, cẩn thận té dưới đó nha. Đây các bạn ơi, chúng ta phải leo lên từ từ. Đây, leo lên nè. Mọi người leo lên từ từ, bình tĩnh thôi. Đừng có gọi là đi nhanh quá. Bây giờ là 2 giờ rồi các bạn ơi. Mình sẽ đi tìm chỗ nghỉ cho 500 anh em. Từ từ đó mình sẽ... Trời! Đi dây thăng bằng. Cái này phải từ người qua thôi chứ đi một lúc. Một lúc mà nguyên một đám qua như thế này là cẩn thận đó nha. Trời, đi dây đứt á. Ở đây là có mấy đứa gọi là biết phèo á. Nên là đi đứt dây án chịu rồi nha. Quá leo. Ơi. Yeah, cố gắng lên các bạn ơi, tụi mình đang đi leo núi mà. Cho nên là tụi mình phải vượt qua, leo lên chỗ lạnh nhất thế giới. Rồi, đỉnh núi nha các bạn, leo gắng đỉnh núi nha. Rồi qua. Trời, chỗ này mình thấy có rất là nhiều người rớt rồi đó, để xem có ai té không. Cố lên nào mọi người ơi. Cố lên. Ôi, cầu lên lắc à. Cầu lên lắc các bạn ơi. Trời ơi. Cái gì vậy? Cầu này bị lắc rồi, trời bị gãy này, các bạn xem có ai bị té không. Cố lên em ơi. No, Jerry. Quay lại cứu Jerry nè mọi người. Jerry nó sắp té rồi kìa, quay lại cứu nó. Cố lên. Cố lên. Bây giờ mình quay lại là cái cầu này sắp gãy rồi, mình không thể nào quay lại được. Có người bị rớt phía kia các bạn thấy không. Kìa, có người đang rớt phía kia kìa. Come on, cứu Jerry đi nào. Cứu nó. Đúng rồi, đẩy nó xuống luôn. Đừng, kéo lên.
kéo lên em ơi, cố lên. Rồi xong được rồi các bạn ơi. Thôi bye bye Jerry, ở đó đi, tí anh kêu người cứu hộ tới cứu nè. Rồi lên cái cầu này gãy đi. Trời ơi đứng đâu có gãy cầu đấy, đùa đâu. Rồi đi 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 đi. Trời ơi cái cầu kìa. Cái cầu bị sao đâu hả? Tại sao mà nhìn gớm vậy? Qua nè. Qua rồi, yeah. Tới nơi nghỉ ngơi rồi các bạn ơi, chạy số 1. Yeah, tuyệt vời. Wow, thôi vô trong, lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá. Lạnh quá các bạn ơi, vô trong. Wow, có cái lò sưởi nè. Wow. Rồi bây giờ mình sẽ gọi là ăn một miếng bánh nha các bạn ơi. Ăn miếng bánh vô. Trời ơi, đói quá rồi, chịu không nổi nữa. Rồi, tuyệt vời, uống miếng nước nha các bạn. Rồi, uống miếng nước cho nữa. Wow, khát nước quá chị. Mình cảm thấy khá là tối để mình bật cái đèn ở trên cái nón của mình lên các bạn. Đây, mình sẽ mở cái đèn lên. Đó, trên cái nón mình có cái đèn nè. Và ở ngoài trời tối thì rất là lạnh, mình phải đeo mặt nạ vô. Đó, đeo cái kính vô nữa. Nó trang bị đàng hoàng các bạn. Mình thấy có một người đang làm gì ở đây nè các bạn. Hình như là đang đào. Ui, đang đào hóa thạch khủng long. Trời trời. Khám phá Jura nè các bạn. Ông này ông đang đào hóa thạch khủng long nè các bạn. Ui, ông vui ghê chưa. Ông đào được hóa thạch nè. Nguyên cái con khủng long luôn các bạn ơi. Đây, đây được nguyên cái đầu khủng long nè. Cái cổ nè, cái mình nè, cái đuôi nè các bạn. Đuôi dài không. Đó, nhìn được hóa thạch rồi. Và bây giờ tụi mình phải đi tiếp thôi chứ chúng ta đâu có nào ở đây được. Nhưng mà đi đường nào đây? Trời sáng rồi các bạn ơi, hay quá. Trời sáng rồi bà con ơi. 7 giờ sáng rồi, yeah. Tụi mình đang 7 giờ sáng rồi các bạn ơi. Wow, ngắm cảnh một tí mọi người ơi. 7 giờ sáng chỗ này đẹp thiệt sự luôn các bạn ơi. Wow, nhìn đẹp quá ha. Ôi, sao còn có mấy người trời. Rất là nhiều người đã bị kẹt lại rồi các bạn thấy chưa. Không thể nào qua được đâu. Rồi tiếp tục. Hãy đi leo ngọn núi. Bây giờ ai sẽ là người cuối cùng ở đây đây. Hiện tại bây giờ chỉ còn có mấy người thôi. Các bạn thấy đi leo núi thám hiểm rất là khó hay không. Quá. Rồi tụi mình đã tìm được cái hang rồi. À ba đứa, trời địa ngục à. Nếu như muốn đi địa ngục thì vào đây. Còn nếu như muốn an toàn thì đi vào đây. Bây giờ chọn cái nào đây các bạn. Địa ngục hay là thiên đàng. Được rồi, mình sẽ chọn địa ngục các bạn ơi. Vô thêm như thế nào đây. Đi các em, đi thôi anh, thám hiểm mà. Chúng ta phải gọi là thử thách chứ. Xuống luôn. Trời ơi, máu mình còn có miếng à. Trời, ăn vô. Con vô các bạn ơi, ăn vô đi hồi máu không. Trời ơi, máu mình còn có xíu à. Uống vô. Trời ơi, mình tự nhiên mình thám hiểm chi không biết nữa. Bây giờ vào cái kết các bạn ơi. Trời ơi, đúng là địa ngục luôn các bạn. Còn miếng máu à. Giờ mà té xuống cái là coi như là lại từ đầu luôn á. Rồi leo lên. Từ. Rồi xong té rồi. Thôi qua không thấy gì hết. Bây giờ có mấy cái đèn này các bạn ơi. Hiện tại mình đang ở đâu đây? Hiện tại mình đang ở cái chỗ vị. À mình biết mình đang đâu rồi. Các bạn thấy mũi tên không? Mình đang ở ngay cái chỗ màu đen đen này các bạn, mũi tên này nè. Rồi sau đó bây giờ mình đang đi tiếp tục. Cố gắng đến chạy thứ ba các bạn ơi. Cấm khu cấm chạy số 3. À chỗ này nó ghê quá. Nó sương mù không mà không có thấy được. Bây giờ đang đi nè các bạn, để mình xem coi. Đúng rồi, mình đang đi là cái này đi theo nè các bạn. Hay lắm. Tiếp tục nào. Đi nào. Đi mấy em ơi. Ủa sao còn có một đứa, còn có hai đứa vậy. Ê, chỗ này coi chừng nha. Chỗ này coi chừng nha. Wow, có mấy cái đèn này đỡ nè các bạn. Mấy cái đèn, ui yes. Tới khu cấm chạy số 3 rồi. Mình có nên nghỉ ngơi không ta. Ủa sao khu cấm chạy này có một cái lều vậy trời. Các bạn thấy càng lên cao là sẽ không gọi là càng ít luôn các bạn. Có chỗ cấp nước không? Chứ bây giờ nó không cấp nước cho mình là không được đâu các bạn. Rồi, ở đây có nước nè các bạn ơi. Chỗ này cấp nước cho mình nè. Không phải. Ui, chỗ này là uống nước là coi như là không được đâu. À, có nước, có chỗ cấp nước nè các bạn ơi. Hay quá. Rồi, tiếp tục. Nước vô. Rồi, ăn một miếng bánh vô đây các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy nước thêm. Rồi, mình sẽ lấy một miếng bánh nè các bạn. Đó. Rồi, mình định là nghỉ ngơi ở đây. Nhưng mà các bạn thấy đi, ở đây chỉ có một cái chỗ để ngủ thôi. Còn những người anh em của mình thì sao? Cho nên là mình sẽ không ngủ ở đây nha các bạn. Mình sẽ cùng với những người anh em để mình sưởi ấm tí đã. Ôi, lạnh quá mà, thực sự phải lạnh lắm luôn các bạn ơi. Đứng đây sưởi ấm nè các bạn. À, rồi, bây giờ chắc là mình sẽ đi tiếp các bạn ơi. Đi nào. Bây giờ làm gì đây? Tiếp theo là tụi mình. Trời ơi, tụi mình lái xe à. Wow, bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu lái xe nha các bạn ơi. Cố lên nào mọi người ơi. Chúng ta sẽ cố gắng. Ừ, cái này có kết tâm được nè. Kết tâm được cái xe của mình nè các bạn ơi. Nhưng mà thôi, mình đi đi. Let's go. Đi nào. Lái xe trượt tuyết các bạn ơi. Hơi bị đã luôn. Rồi, cố lên. Đi theo mấy cái đèn nè các bạn ơi. Cái đèn này nó sẽ cho mình đi đường an toàn hơn. À, các bạn thấy chưa? Cái đường này nó sẽ an toàn hơn nha các bạn. Ui, cẩn thận. Có một cái biển cảnh báo. Khoan, từ từ. Có một cái biển cảnh báo nè. Cầu khá yếu, đi chậm lại. Ôi!
người nhà anh rồi, xong cái xe nó rớt mất tiêu rồi. Cái này cầu này nó hơi trơn các bạn ơi. Rồi, qua rồi. Rồi, từ từ thôi, cái chỗ này, cái đoạn này là chúng ta phải đi từ từ các bạn ơi. Rồi, lên đi em. Tới đi. Đúng rồi, tới luôn. Đúng rồi. Rồi, an toàn rồi đấy, đi từ từ thôi. Chúng ta phải hết sức bình tĩnh, đừng có manh động. Cái xe này nó gọi là nó chớn quá các bạn ơi. Cái chớn của nó xa quá. Đấy, tụi mình đang đi được các bạn thấy không? Wow, lái xe trực tiếp để vượt qua được những cái chỗ này. Lên. Dạ, từ từ. Cái chân đi xuống lòng đất luôn bây giờ. Hiện tại bây giờ chỉ có Peter nè, Doraemon nè, với lại bạn bạn Ri đó, mình không biết nữa bạn ơi. Ri đang đứng đây nè. Ri. Ồ, hello. Hai con vật, một con chuột với lại một con sóc các bạn ơi. Rồi, đường này người ta cấm xe đi rồi các bạn ơi, đây. Đường này người ta cấm xe đi rồi. Rồi đi nào. Tiếp tục. Bây giờ làm gì đây? Trời. Nhảy xuống đây à, bơi à. Hai tụi mình phải đi lẹ thật là lẹ luôn á. Hey. Come on. Xuống. Lặn xuống. Rồi. Bơi lên nào. Trời ơi, chỗ này bơi ghê quá. Come on. Đúng rồi. Đây. Wow, lên rồi yeah. Lên tới nơi rồi, tụi mình còn 4 cái oxy lên các bạn, hên quá. Wow. Wow, mọi người lên chưa? Ủa, alo. Còn ai dưới không? Có một người đang trồi lên. Jerry đang trồi lên. Đây các bạn, mình đã có cái này để leo núi nè. Mà sao nữa? Ôi, mình đang leo núi nè các bạn. Đỉnh chưa? Rất đỉnh luôn, cẩn thận nha. Coi chừng đụng vô mấy kia các bạn ơi. Núi này nó cao lắm. Wow, 1000m rồi các bạn ơi. Mình đã đạt được 1100m. Yeah, vừa quá rồi. Thì tụi mình đã chinh phục được ngọn núi cao nhất rồi các bạn ơi. Đây, các bạn thấy có ngọn núi nào cao bằng ngọn núi này không? Yeah. Vậy là mình với lại những người này là người sống sót cuối cùng để leo lên được ngọn núi này các bạn. Yes. Wow, núi Vision. Yes. Wow, tụi mình đã leo núi ngọn núi cao nhất rồi các bạn ơi. Các bạn thấy không, xung quanh nè chỉ toàn là trắng thôi. Wow, rồi, và cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Và nếu thấy đừng quên lại cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ, xem cảm ơn những cáo nếu bạn